ASML, đế chế quang khắc trị vi ngành bán dẫn suốt 40 năm, từ một thị trấn nhỏ chỉ 45.000 dân ở Hà Lan. Năm 2003, khi các ông lớn Nhật Bản như Nikon và Canon đặt cược vào công nghệ quang khắc khô, ASML lại mạo hiểm tắt tay phát triển quang khắc ngâm bằng cách bơm nước khử ion vào giữa ống kính và tấm silicon, lợi dụng chiết xuất của nước để tăng độ phân giải. Kênh bạc này giúp ASML đưa chip 65 nanomet vào sản xuất hàng loạt sớm hơn đối thủ tới 2 năm, khiến thị phần của Nikon lao dốc từ 60% xuống chỉ còn 10%. Năm 2015, ASML trình làng chiếc máy quang khắc EUV đầu tiên trên thế giới, dùng chùm tia sáng có bước sóng chỉ 13,5 nanomet để khắc lên chip, tương đương với việc dùng đầu bút cơ trái đất để viết toàn bộ tác phẩm của Shakespeare lên bề mặt mặt trăng. Công nghệ nguồn sáng này bắt nguồn từ nghiên cứu nhiệt hạch của phòng thí nghiệm Lawrence Livermore, Mỹ. Một máy EUV gồm 450.000 linh kiện, mất một năm để lắp ráp và phải tinh chỉnh hơn 1 tỷ thông số kỹ thuật, phần cốt lõi, hệ thống thấu kính chiếu, do dây của Đức sản xuất, với độ nhẵn bề mặt đạt 0,12 nanomet để đảm bảo độ ổn định tuyệt đối. Dây xây hẳn một phòng thí nghiệm môi trường sâu 150m dưới lòng đất ở Amsterdam, Đức, nơi nhiệt độ được kiểm soát ở mức cộng trừ 0,001 độ C. Chế độ độc tài chính xác của 100.000 linh kiện, ASML gia công tới 90% linh kiện cho hơn 5.000 nhà cung ứng toàn cầu, nhưng lại thiết lập bức màn sắt công nghệ thông qua chiến lược đầu tư cổ phần 2,5 tỷ đô la Mỹ thâu tóm Summer của Mỹ, nhà phát triển nguồn sáng EUV, 1 tỷ euro nắm quyền kiểm soát dây của Đức, đối tác quang học, 270 triệu đô la Mỹ mua lại Hermes Microvision của Đài Loan, công ty kiểm tra bằng chùm electron. Nhờ đó, đối thủ không thể tiếp cận các linh kiện then chốt. Ví dụ, Nikon buộc phải rút khỏi cuộc đua EUV vì không thể mua được hệ thống bàn công tác kép do ASML nắm giữ bằng sáng chế. Vòng lặp dữ liệu, xiềng xích số hóa của quang khắc, mỗi máy ASML khi vận hành đều tự động tải dữ liệu sản xuất về trụ sở tại Hà Lan theo thời gian thực. Kỹ sư từ xa có thể xác định lỗi trong vòng 15 phút. Nếu người dùng cố can thiệp, bẻ khóa hệ thống để tự sửa chữa, máy sẽ kích hoạt giao thức tự hủy, khiến thiết bị vô hiệu vĩnh viễn. Hai cổ đông lớn nhất của ASML, Capital Group và BlackRock của Mỹ, đều nắm ghế trong hội đồng quản trị. Năm 2020, dưới áp lực từ chính phủ Mỹ, ASML buộc phải ngừng cung cấp máy EUV cho SMIC của Trung Quốc, khiến việc phát triển chip 7 nanomet của họ bị trì hoãn ít nhất 3 năm. Dù mang danh Hà Lan, công nghệ EUV của ASML lại dựa vào nhiều dự án thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, trong đó 30% công nghệ lõi như nguồn sáng và hệ đo lường đều nằm trong diện kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Mượn vỏ để độc quyền, Mỹ nấp sau ASML để kiểm soát ngành chip toàn cầu. Nếu ASML là công ty Mỹ, theo luật chống độc quyền, hãng này có thể đã bị ép phải chia tách. Nhưng vì trụ sở đặt tại Eindhoven của Hà Lan, một quốc gia trung lập, ASML có thể bán máy EUV cho TSMC và cùng lúc nâng cấp đi EUV cho SMIC theo kiểu bắt cá hai tay. Chiến lược leo dây khôn ngoan này giúp ASML tiếp tục thu lợi trong cuộc chiến công nghệ toàn cầu, với doanh thu từ Trung Quốc chiếm 41% trong năm 2024. Tuy nhiên, đỉnh cao rồi cũng có giới hạn. Máy quang khắc EUV thế hệ mới nhất HNA có giá lên tới 400 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc, nhưng giới chuyên môn cho rằng 1 nanomet sẽ là giới hạn vật lý cuối cùng của chip silicon. Nếu công nghệ chip lượng tử hoặc chip nền carbon đột phá, chế độ bạo quyền chính xác của ASML có thể sẽ chấm dứt.